câu lạc bộ thể công Việt Theo kỷ niệm 70 năm thành lập, chung tay ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân các tỉnh bị bão lũ. Câu lạc bộ thể công Việt Theo kỷ niệm 70 năm thành lập và xuất quân mùa giải 2024-2025. Ngày 12 tháng 9, tại Hà Nội, câu lạc bộ thể công Việt Theo kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và xuất quân thi đấu mùa giải 2024-2025. Thể công Việt Theo là câu lạc bộ lâu đời và giàu thành tích nhất Việt Nam. Ngày 23 tháng 9 năm 1954, câu lạc bộ bóng đá thể công được thành lập theo chỉ định của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào lúc đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong chặng đường vinh quang của mình, đội bóng áo lính đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào, từ giải vô địch hạng A miền Bắc 9 lần, đến giải hạng A quốc gia 4 lần, hay vô địch quốc gia 6 lần, cùng nhiều giải thưởng trân quý khác. Với 70 năm lịch sử, thể công là đội bóng giàu thành tích và lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã quyết định tặng bằng khen cho công ty thể thao Việt Theo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, cung cấp vận động viên bóng đá chuyên nghiệp cho các đội tuyển quốc gia, tham gia thi đấu thành công tại các giải bóng đá quốc gia. Góp phần nâng cao phẩm chất, hình ảnh ngay bộ đội Cụ Hồ ở trong nước và trên đấu trường bóng đá quốc tế. Phát biểu trong chương trình xuất quân của đội bóng, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ thể công Việt Theo cho biết: "Thời gian qua chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội hình 29 cầu thủ của thể công Việt Theo hôm nay có đến 9 tân binh. Đội hình được trẻ hóa với cầu thủ nhỏ tuổi nhất Nguyễn Công Phương 18 tuổi, một trong những cầu thủ trẻ nhất V-League mùa giải này. Tiếp tục phát huy lối chơi lôi cuốn, linh hoạt, tiên phong gắn kết, chúng tôi sẽ tạo ra một tập thể đầy khát khao và quyết tâm cho mùa giải mới. Mục tiêu của chúng tôi là top 3 và cạnh tranh chức vô địch V-League 2024-25 và vào đến trận chung kết cúp quốc gia mùa này." Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.